Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, hiện nay địa phương vẫn còn thiếu hơn 1.000 giáo viên trường công lập. Trong khi đó, năm 2022, ngành giáo dục công lập tỉnh Đắk Lắk vẫn phải tiếp tục tinh giản biên chế hơn 400 giáo viên theo quy định. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, tỉnh đã có báo cáo với Bộ Nội vụ xin bổ sung biên chế giáo viên. Bộ Nội vụ cũng đang trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên cho các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk vẫn phải thực hiện tinh giản 10% biên chế viên chức trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, trong năm 2022, tỉnh Đắk Lắk sẽ tinh giản tổng cộng hơn 400 biên chế. Đây là bài toán khó cho các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng không có điều kiện thực hiện xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình phổ thông mới đối với bậc tiểu học, dạy học 2 buổi trên ngày, nhưng một số địa bàn thiếu giáo viên nên chưa thực hiện đồng bộ được.